Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện đến từ sàn Goku Market. Thì trước đây mình có chia sẻ cho các bạn một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký và KIC cái sàn Goku Market này. Thì các bạn có thể xem lại cái video này của mình nha. Khi mà các bạn đăng ký và KIC thì các bạn sẽ nhận được cho mình là hai cái đồng GMC token. Thì đồng GMC này nó là coin sàn của cái sàn Goku Market nha. Thì hiện tại một đồng GMC đang có giá là khoảng 0.6 đô trên một GMC. Thì nó cũng đã có một cái đà tăng trưởng khá là mạnh. Trước đây thì một đồng GMC nó chỉ có giá là 0.3 cho tới 0.4 đô mà thôi. Ok, thì đỉnh của đồng GMC này lên tới là 0.65 đô trên một đồng nha. Rồi, thì mình có nhận được một cái email GMC. Thì ở đây là cái chương trình Get 100x Bigger and Better. Thì ở cái chương trình này, khi mà các bạn hold cái đồng GMC trên sàn Goku Market thì các bạn sẽ nhận được lên tới là 100 lần tài sản của các bạn nha. Ở cái sàn GMC này thì mình sẽ vào cho các bạn cái phần Overview. Ở đây thì mình sẽ vào cái phần Main Account. Rồi ok, ở đây thì hiện tại mình đang hold là khoảng 35 cái đồng GMC và mình nhận được lên tới là 3.267 cái đồng GMC. Nhưng mà cái đồng GMC này là cái đồng GMC mà cái sàn Goku Market người ta phát miễn phí cho bạn, chỉ với một điều kiện là bạn hold cái đồng GMC này trên sàn Goku Market. Thì ở đây không phải là một cái kèo ăn liền mà các bạn sẽ cần phải lock nó ra nha. Thì đây là một cái dạng đồng GMC nhưng mà nó bị khóa, các bạn không thể bán được hết toàn bộ cái số GMC mà cái sàn Goku Market họ phát cho bạn, mà bạn sẽ cần phải unlock nó dần dần. Ở đây thì nó có cái phần là GMC unlock này, mình sẽ vào cho các bạn xem nha. Ok, ở đây thì mình holding hiện tại là 33 đồng và cái đồng GMC mà mình có thể unlock được là khoảng 1.308 GMC. Đó, nhân với giá hiện tại thì nó cũng khá là cao nha. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ lấy là 1.308 này nhân với lại giá của một đồng GMC ở thời điểm hiện tại là khoảng 0.6 đô. Thì ở đây mình có là khoảng 784 đô. Đây là cái tiền miễn phí mà cái sàn Goku Market người ta phân phát cho mình nha. Rồi, ở đây bạn sẽ để ý này, cái phần trading fee, tức là cái phí giao dịch nha. Đó, thì ở đây mình nhận được tổng cộng là 3.200. Thì mình không nhận được hết toàn bộ cái số tiền này đâu, mà cái số tiền này sẽ được chia ra làm hai. Một nửa thì có thể unlock được và một nửa thì sẽ được sử dụng làm cái phí giao dịch nha. Đó, ở đây thì các bạn sẽ xem cho mình cái phần này. Day 0 thì cứ đến ngày 0 thì mình sẽ được mở khóa là 3.3 cái đồng GMC. Vào ngày 0 này, mỗi chủ sở hữu GMC trên Goku Market sẽ lập tức được phân phối thêm 10% GMC vào ví thưởng của họ. Ở đây thì mình nhận được là 3.3 đồng GMC. GMC đã mở khóa có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch mua sắm hoặc là hold luôn nha. Ok, tiếp theo là cái phần phí giao dịch. Thì phí giao dịch nó là cái phần trading fee ở đây. Thì mình có thể sử dụng cái GMC mà người ta phát cho mình ấy để làm phí giao dịch luôn. Đây cũng là một cái sự kiện khá là hay nha. Đó, thì nó sẽ sử dụng khoảng 40% mã thông báo GMC bị khóa sẽ được cung cấp lập tức để thanh toán cho phí giao dịch nha. Rồi, tiếp theo là cái phần mà khóa định kỳ. Thì ở đây mình có 625.74 đồng GMC sẽ được mở khóa định kỳ cho mình. Thì thêm 20% mã thông báo GMC đã khóa sẽ có sẵn trong phí thưởng của bạn dựa trên lịch đốt hàng quý trong cùng một tuần của mọi sự kiện. Mỗi quý sẽ đốt 10% và sẽ phát hành trong cái thời hạn là 2,5 năm. Ok, các bạn có thể xem thêm cái phần lịch trình ở đây. Và tiếp theo là cái phần mở khóa định kỳ. Thì với mỗi quý, tức là 3 tháng, thì mình sẽ được cái sàn GMC này nó unlock cho mình là 65,27 cái đồng GMC. Và mình sẽ được mở khóa mỗi quý cho tới
cái quý cuối cùng là sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 5 năm 2024 nha. Rồi ok, tiếp theo này sẽ là cái phần volume unlock. Thì ở đây nó sẽ được chia ra làm hai trường phái. Trường phái thứ nhất đó là các bạn sẽ được mở khóa định kỳ, và cái trường phái thứ hai các bạn sẽ cần phải sử dụng cái tiền của mình để đi unlock cái đồng GMC. Thì cái số tiền của mình có thể unlock được là khoảng 1.305 đồng GMC, tương đương với khoảng hơn 700 đô ấy. Đó, thì nếu như bạn nào mà không muốn nạp tiền vào đây để unlock cái đồng GMC ấy, thì các bạn không cần phải làm gì cả. Các bạn vẫn được nhận tiền từ cái phần thứ ba này nha. Đó là cái phần mở khóa định kỳ. Thì người ta sẽ phát cho bạn mỗi quý sẽ được một ít. Còn cái phần volume unlock này ấy, thì các bạn sẽ cần phải nạp tiền vào đây để chúng ta chơi volume unlock nha. Rồi ở đây thì mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu hơn cái phần mở khóa này. Thì 40% mã thông báo GMC bị khóa sẽ được phát hành dựa trên các cái hoạt động giao dịch của bạn. Thì bắt đầu từ ngày 0 đối với mỗi giao dịch cặp không phải GMC nha. Tức là các bạn nạp tiền vào đây, các bạn sẽ đi chơi coin cho mình. Và cái cặp coin của các bạn chơi ấy không phải là GMC mà sẽ là một cái đồng khác bất kỳ. Ví dụ như là Bitcoin này hoặc là ETH trị giá là 100 đô. Thì các bạn sẽ được mở khóa là một đồng GMC nha. Thì 100 đô chơi coin thì bạn sẽ mở được là một đồng GMC. Rồi ok, thì như các bạn có thể thấy ở đây, mỗi một quý thì mình sẽ được mở khóa tối đa là 130,55 đồng GMC. Thì để mà mở khóa được tối đa cái phần này ấy, thì mình sẽ mất là 13.000 đô. Đó, đây sẽ là cái tổng volume giao dịch của mình sẽ là 13.000 đô thì mình mới có thể unlock được hết 130,55. Thì mình cứ lấy cái số này nhân với 100. Bởi vì 100 đô mới mở khóa được 1 đồng GMC thì mình sẽ cần phải mất là volume 13.000 đô mình mới mở khóa được hết là 130,55 nha. Thì volume giao dịch này ấy cũng khá là lớn, nhưng mà nếu như bạn nào mà có vốn lớn ấy, các bạn nạp vào đây các bạn chơi coin thì nó sẽ rất là đơn giản thôi. Thì cái volume giao dịch nó cũng không có gì là quá khoan cả. Các bạn lấy lệnh mua cộng với lại lệnh bán thì sẽ bằng volume giao dịch nha. Ở đây thì mình sẽ cần phải chơi là 13.000 đô thì mình sẽ có lệnh mua là 6.500 đô và lệnh bán là 6.500 đô thì mình sẽ đủ là 13.000 đô nha. Đây là một quý, tức là 3 tháng, các bạn sẽ cần phải unlock hết số này trong vòng 3 tháng. Và nếu như mà sau 3 tháng ấy, các bạn không unlock hết thì cái số GMC này nó sẽ bị đốt hết đi nha. Rồi ok, thì đây là một cái video hướng dẫn các bạn mở khóa cái đồng GMC bị unlock này. Và nếu như bạn chưa có tài khoản tại sàn Google Market, bạn là một người mới thì các bạn không thể tham gia được cái kèo này. Bởi vì cái kèo này nó chỉ dành cho những người nào mà đã đăng ký và có hold cái đồng GMC trên sàn Google Market thì các bạn mới có thể tham gia được thôi. Và nếu như bạn là người mới thì các bạn sẽ có thể kiếm đồng GMC này miễn phí. Mình sẽ để cho các bạn cái đường link đăng ký bên dưới phần mô tả của video này. Và mình cũng có làm một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký và KYC nhận được khoảng là 2 cái đồng GMC. Thì ở quốc gia Việt Nam của mình ấy thì chỉ nhận được khoảng là từ 2 cho đến 4 đồng GMC thôi. Thường là mình nhận được là 2 đồng GMC. Có những quốc gia ở bên châu Âu thì người ta sẽ nhận được nhiều hơn nha. Đó, thì đây là một cái chương trình khá là mới của sàn GMC. Ok, thì sàn GMC nó còn một cái phần nữa, đó là cái phần pre-launch offer này. Đây cũng là một cái phần có một cái mức độ kiếm tiền rất là nhiều. Mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho các bạn có thể dễ hiểu hơn cái phần này nha. Ok, ở đây thì mình sẽ vào cái phần quan điểm này. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn về cái AI Trading Bot trên cái sàn Google Market. Thì đây là một cái kèo đầu tư nha. Ở đây thì nó sẽ có những cái gói đầu tư từ 50 đô cho tới là khoảng 20.000 đô. Đó, thì khi mà các bạn đầu tư vào cái sàn Google Market này ấy, thì nó sẽ có một cái mức lợi nhuận khá là cao. Thì khi mà bạn đầu tư với là 50 đô, bạn sẽ nhận được là khoảng 125 đô. iBot cộng với lại GMC DeFi là một sự kết hợp giữa hai sản phẩm. iBot là một bot hoạt động giao dịch dựa trên thuật toán, cung cấp giao dịch lên tới là 125%.
Đó, và GMC DeFi là mô hình chia sẻ phần thưởng của Google Market cung cấp 125% lợi nhuận trong GMC cho người đăng ký. Thì khi mà cộng cái chương trình của cả hai cái iBot và GMC DeFi này thì chúng ta sẽ nhận được là khoảng 250% nha. Thì đây là một cái mức đầu tư với một số lời quá là cao, đúng không nào? Rồi ok, thì làm thế nào để nó hoạt động này? Khi mà đăng ký iBot cộng với GMC DeFi thì hệ thống của chúng tôi sẽ tự động cộng vốn giao dịch của bạn vào cái nhóm bot thuật toán này. Đó thì nôm na đây là một cái chương trình đầu tư và cái min đầu tư thấp nhất là khoảng 50 đô thì bạn sẽ nhận được là 125 đô. Đó thì các bạn có thể xem thêm về cái phần này nha. Rồi ok. Thì đây là một cái video hướng dẫn các bạn unlock và thêm nữa là một cái chương trình AI Trading Bot. Thì đây không phải là một lời khuyên đầu tư, mà ở đây thì mình thấy nó có một cái chương trình đầu tư khá là hay, nhưng mà các bạn nên lưu ý rằng khi mà lợi nhuận cao thì đi kèm với rủi ro cũng khá là lớn nha. Rồi thì mình xin kết thúc cái video này tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.